Đố mấy bạn đây là cái gì nè. Đó là gì vậy? Này là cái gúng nha mấy bạn. Cái gúng hả? Rồi trứng đâu, lật trứng lên cho tôi coi, khán giả coi. Đây trứng. Trứng đó, bỏ vô vài miếng trước, rồi có miếng miếng mình ốp nè, mình để đó đó. Bún nè, bún này là bún này nè. Mình luộc đó nha, chứ mình không mua bún chợ nữa. Ok. Rồi lên tới đây đói bụng gung tay cho mấy bạn ơi, mận nè mấy bạn. Mời mấy bạn. Cho mình trái nè mấy bạn. À, mận nè. Ôi nóng ăn để ăn trái thôi. Nè mận đỏ nè mấy bạn. Đang lưới cá, đang bắt cá mà mình làm lẩu cho mấy bạn coi nha. Đó, mận đỏ nè. Hôm qua mới có coi lưới kia đó. Bắt cá mà mình nấu lẩu à. Cá bông lau, măng chua. Rồi bay ra luôn. Cá được vớt lên rồi nè mấy bạn. Mai cá này mình nấu măng chua, nấu lẩu măng chua. Hai bàn tay không đâu. Luôn nha, quay vòng vòng coi. Ủa, cá bự quá. Nè, đang nướng thịt vịt nữa nè. Phan để đó lát chụp hình cho mày, Thắng mày cầm đi cái lồng mứt nè. Nặng không Thắng? Nặng chứ. Rồi xong. Cái gì lẩu cá bông lau, măng chua, xả nghệ với mấy bạn đó. Topping nè, rau nè, nước mắm để bụng rồi ăn tối, khỏi đi ăn tối. Rồi xin mời mấy bạn ăn lẩu bông lông la cái gì, lẩu cá bông lau, măng chua, nghệ, xả, từ lươn, dưa, me. Hello mấy bạn. Nãy nêm trong đây thêm miếng nước mắm nữa mới ngon mấy bạn ơi, bỏ miếng nước mắm vô nó ngon. Muối với chanh với đường với nước mắm nữa mới ngon nha. Rồi thêm cái nãy mình sắc nè. Cái gì? Mùa ôm, ngò gai, quế vô luôn, topping. Đây tỏi mình sấy nè, hoa lươn. Hoa thơm phớt mấy bạn ơi. Cá anh bỏ vô đây hai khứa, giờ mình bỏ thêm đi nè. Bún này bún tươi nhà trùng luôn. Đang muốn cá trong này ra cả Thắng. Chín chưa? Đang ăn trang. Ôi nè, có khứa cá nè mấy bạn ơi. Quá xuất sắc. Bỏ thêm topping thêm đây nè, đó. Bánh bao, nhân chả cá, đậu hũ, đó. Rau tự chọn, mình bẻ thêm bạc hà nè mấy bạn. Trứng rồi đó. Rồi đậu bắp, cán chút gì ăn cho nó hấp dẫn nha mấy bạn. Đậu bắp, rau muống, đó. Ok không? Đó, cho thêm cái bánh bao, nhân trứng cá vô nữa đây đó. Tươi tươi. Chan miếng bún vô ăn coi. Ở muỗng đâu bạn Thắng? Mình dán miếng cá. Cá ra da vậy đó. Ồ cá nuôi nhà đó, không có cho ăn gì hết trơn á. Để trong hầm cá tre đó, bên mình bắt mình quay phim cho bạn coi đó. Ồ chấm nước mắm vô. Có dai mấy bạn ơi. Dạ đó. Ngon quá. Mời mấy bạn ăn chun. Nay mình nhớ mà cái lẩu hồi xưa có như mười mấy năm trước nấu lại có bông lau đó. Hồi xưa nổi tiếng là nấu có bông lau ha. Có cua chua ăn bún như canh chua giờ mấy bạn. Ở quán nào cũng có. Ở đó học sinh sinh viên nghèo đi ăn món đó không mấy mày. Ở Thắng lấy cái muỗng dẻ mấy này kìa coi Thắng. Con cá nó dày, con cá nó ấy quá. Con cá nó dai quá trời, nó ngon mà nó dai nè mấy bạn. Hồi lấy muỗng dẻ mới được. Ngon quá mấy bạn ơi. Mời mấy bạn. Cái da đó là tới rồi. Ăn miếng mắm vô đây giùm mình ha. Mình thích ăn vậy trước vậy đó. Mời cả nhà dùng nha. Để mình trang vô mình ăn.
rau đủ thứ nè mấy bạn. Măng chua, đây măng chua tàu hũ đủ loại. Cái cá thấm nước nãy mình ướp vô. Quá hấp dẫn. Đó, tàu hũ. Ăn cái miếng này luôn nha mấy bạn đó. Cái cọng bún này ngon. Ngon, bún này là gói rau ăn xuất sắc luôn. Giảm lửa đó, nó nóng quá ăn. Còn ngon mấy bạn ơi. Có cá mà cá sôi. Có da nó nè, da dày nè. Dày giòn lắm các bạn. Nóng quá, bỏ miếng gan vào chờ đợi nóng. Hôm nay bỏ vô đây cũng chín rồi mà, nóng quá. Trời ơi, nóng quá. Gấp khứa cá ra nữa. Để đó chút nữa. Không, khứa này trước ạ. Nè, cái trứng nè mấy bạn, gấp cái trứng nè mấy bạn con nè. Quá ngon. Đó, trứng. Còn cái khía bự không? Trứng chưa đâu. Rồi vậy. Ủa là thắng bầm mấy khứa? Hai khứa. Cái khứa này chín nè. Ô. Khứa này anh bỏ hay em bỏ vậy? Em bỏ hả? Wow. Đúng rồi. Ở trong này nó còn ấy không không? Ngon quá mấy bạn. Hương vị đi miền Trung nha. À. Ngon hơn quán bán được mấy mẹ ơi. Trời ơi, cái miếng da đó. Gào vô. Nóng quá, nóng quá. Bên mình ăn thịt đi mấy bạn ơi. Bình này bữa hôm mình mua mình làm clip chả kìa cá. Thơm á. Giải cá cái gì mấy bạn. Trứng này béo lắm nè mấy bạn. Giải trứng giải cá cái gì mà. Miếng bún chiều khỏi đi ăn tiệm. Này mấy bạn có bún nữa chưa? Cắt cái giùm mình đi bạn. Miếng tàu hũ này nha. Ngon quá. Mấy bạn cơm chiều chưa? Mình giờ này ăn luôn, tối khỏi ăn rồi đó. Giờ uống vô nãy à. Đây. Nè, phải chan miếng nước mắm vô trong này cho mấy thơm mấy bạn ơi.
Đó. Nóng quá, nóng quá. Thêm nước mấy bạn ơi, hết nước rồi, thêm nước. Đó. Miếng măng à. Tươi. Mẹ nóng quá, bỏ miếng rau vô. Rồi ăn cá trước đi. Tàu hũ. Cái măng luộc đó hết mùi luôn. Măng mà mới luộc mấy mấy nước mới được nha. Cá trắng tươi như ngọc linh đó. Cho miếng nước mắm mặn vô. Mình ăn ớt chưa được mấy bạn ơi. Ngon quá. Thôi miếng trứng nữa rồi. Hồi đó giờ mình không thích ăn trứng đâu nha. Sao tự nhiên cá này ngon quá mình ăn trứng vậy. Miếng cá nữa nha mấy bạn. Thật cá trong trắng tươi luôn. Nước ngon quá mình phải chan nữa nha mấy bạn. Cho miếng mắm vô. Ngon kho hủ thì ngon mấy bạn, đúng vậy không? Ừ. Có phô mai không? Ngon quá. Xin cá này ăn giòn thịt thịt béo béo. Mấy bạn nha, mai bye bye. Làm clip.